Với cái kích thước như này thì gần như với mọi laptop chúng ta có thể nhồi nhét như các bạn, nhưng Tùng muốn sẽ đo kích thước thực sự của nó cho các bạn. Đây các bạn, với cái này thì chúng ta có thể thấy nó rơi vào khoảng là 27-28mm ở cái vấn đề chiều dài, các bạn thấy chưa? Rộng là bao nhiêu đây ạ? Rộng là 15mm và dày, cái này thì cứ dày 3 hoặc dày 4 đi, dày 4 này các bạn. 4 thì ở đâu cũng nhét được rồi đúng không ạ? Các bạn cần lựa chọn các mẫu mã khác thì có thể add Zalo, nhắn tin vào số Zalo là 0906010103 hoặc vào web no2.vn, mình đã cập nhật đầy đủ mẫu mã cũng như video test âm thanh thật, hoặc là lên kênh YouTube No2 mình đánh mã loa và âm thanh kết hợp của cùng trái loa trên đó các bạn nhé.